Như chúng ta được biết thì cái việc mà chăm sóc khách hàng là một trong những cái khâu rất là quan trọng trong suốt quá trình bán hàng của các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn chăm sóc khách hàng được tốt thì khách hàng mới có thể dễ dàng quay trở lại mua hàng ở những lần sau, và bên cạnh đó có thể dễ dàng mà giới thiệu những người quen của họ đến với doanh nghiệp của các bạn. Vậy làm sao để hiểu được cái quy trình một cách tốt nhất thì mời các bạn cùng xem video này nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và ở video clip này, Tân sẽ liệt kê ra các quy trình chăm sóc khách hàng qua điện thoại mà tốt nhất dành cho các bạn, để các bạn có thể hiểu được cái quy trình đó và giúp các bạn có thể là lên được cái kịch bản mà tốt nhất cho bộ phận chăm sóc khách hàng có thể là sử dụng trong quá trình mà chăm sóc khách hàng được tốt hơn, nhằm tạo ra cái quá trình mà chuyển đổi quay trở lại mua hàng cao hơn và sẵn sàng giới thiệu khách hàng một cách mà tiện lợi hơn. Và cái việc mà chăm sóc khách hàng được tốt sẽ giúp cho bạn tạo được cái lượng fan trung thành rất là lớn. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của video này. Ở bước thứ nhất, tôi sẽ ghi là bước 1, thì chúng ta làm câu chuyện là đầu tiên là hãy là nhấc máy và gửi lời chào tới khách hàng. Dĩ nhiên rồi, khi bạn điện tới khách hàng thì bạn phải là gửi lời chào tới khách hàng một cách là lịch sự, thì cái đó họ mới là có thể là nghe tiếp được. Đó là một cái lời xã giao mà bất kỳ ai có thể là giao tiếp bên ngoài hay là giao tiếp thông qua là internet, thông qua viễn thông thì đều phải có những cái lời chào như vậy ha. Đầu tiên là chào, thứ hai là xác nhận thông tin khách hàng. Xác nhận thông tin khách hàng là các bạn sẽ là xác nhận về cái tên của họ, anh A, chị B hay là cái gì đó, và anh nếu mà có bị nhầm lẫn hay là họ gặn hỏi lại thì bạn phải là nói rõ là anh chị đã từng mua hàng ở cửa hàng của chúng tôi, hay là em gọi điện tới từ công ty này, từ công ty kia, để gợi nhớ cho họ biết là họ đang nghe máy từ đầu dây bên kia là của ai và lý do vì sao mà gọi ha. Thì bạn phải xác nhận được cái thông tin này ha, em gọi tới để gọi là hỗ trợ cho anh chị cái này cái nọ, hay là trong quá trình sử dụng có cái này cái kia hay không, thì họ sẽ biết được điều đó và họ mới tiếp tục nghe máy. Còn không thì họ sẽ dễ bị cắt chức giữa chừng, tại vì hiện nay có rất nhiều cái cuộc gọi spam diễn ra mỗi ngày. Riêng điện thoại của Tân đi, một ngày là hai ba cực cuộc điện thoại spam, đến nỗi mà Tân không bỏ, gần như là bỏ luôn cái sim chính, chỉ là sử dụng Zalo thôi chứ không có dùng để nghe bất kỳ số điện thoại nào lại cả. Nên là các bạn cũng phải hiểu điều đó ha. Bước thứ ba là tìm hiểu và xác định vấn đề của khách hàng. Thì bạn hỏi phải hỏi thăm là trong quá trình mà mua hàng và sử dụng anh chị có bị gì không, hay là trải qua là 6 tháng sử dụng anh chị có gặp vấn đề gì hay không, có cần em hỗ trợ gì không, hay là máy dạo này vẫn tốt chứ, hay là cái tình trạng sức khỏe của anh chị dạo này thế nào các kiểu. Thì bạn phải tìm hiểu và xác định khách hàng có bị vấn đề gì hay không, hay là xác định là khách hàng có hài lòng với nó hay không. Nếu mà bạn phải cái này nó liên quan tới tâm lý nha. Nếu mà khách hàng gọi là có cái gì đó không hài lòng nhưng mà ngại nói, thì bạn phải là khai thác nó ra, bạn phải dùng cái ngôn từ như thế nào để họ nói ra những điều đó một cách thoải mái nhất. Tại vì đôi khi có một số khách hàng người ta không muốn mà dây dưa, hay là không muốn mà dài dòng cái kiểu đó, thì các bạn sẽ khó khai thác. Còn những khách hàng mà cởi mở, những khách hàng mà kiểu như là dễ mở lòng, hay là những khách hàng thẳng tính, thì họ sẽ nói ra vấn đề ngay lập tức. Thì bạn phải biết cách, bạn hiểu tâm lý khách hàng, dùng ngôn từ sao và thái độ sao cho nó phù hợp để khai thác được bất kỳ những thông tin đó. Bước tư là gợi ý giải pháp cho khách hàng lựa chọn. Vì đứng trước mỗi vấn đề đều sẽ có những cái giải pháp khác nhau, những giải pháp này sẽ giúp cho họ có thể là đạt được điều này hay là đạt được điều nọ. Thì làm sao bạn có thể là đưa ra những cái giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng có thể lựa chọn, thì họ mới dễ dàng quyết định được điều đó. Thì thường á, các bạn sẽ đưa ra tối đa là ba giải pháp, nhưng mà tối ưu nhất vẫn là hai giải pháp A hoặc B. Thì khi đó cái việc phân vân nó sẽ không diễn ra nhiều. Bạn nên đưa tối ưu là hai giải pháp để họ có thể lựa chọn một trong hai giải pháp đó để giải quyết cái vấn đề của họ nếu mà có xảy ra. Còn
tối đa thì 3 giải pháp thôi, chứ bạn đưa 4, 5, 6, 7 giải pháp họ sẽ rất là rối, và như vậy thì nó sẽ càng làm cho cái cuộc nói chuyện nó trở nên phức tạp hơn. Bước 5 là hỗ trợ xử lý vấn đề cho khách. Nếu mà cái vấn đề nó có xảy ra thì bạn phải kiếm cách xử lý vấn đề. Bạn cho giải pháp xong thì bạn phải kiếm cách xử lý vấn đề cho khách, chứ không phải là cho giải pháp xong xong khách tự làm theo hướng dẫn của em đi hay như thế này như thế nọ. Thì bạn phải kiếm cách bạn hỗ trợ xử lý ha. Bạn phải liên hệ với bộ phận kỹ thuật liên quan, hay liên hệ với bộ phận bảo hành, hoặc liên hệ với là cái bộ phận mà giải đáp tư vấn, hoặc là liên hệ tới những cái công ty mà đối tác để có thể là khắc phục được cái vấn đề cho khách hàng một cách mà nhanh nhất cũng như là dễ dàng nhất. Tại vì ngay bản thân khách hàng sẽ không biết cách làm như thế nào đâu, và họ sẽ luống cuống với những điều đó. Thay vì vậy thì bạn biết cách làm, bạn hiểu được cái quy trình làm việc, bạn nắm được những cái gì cần thiết để có thể triển khai, thì bạn hãy giúp khách hàng làm điều đó. Thì như vậy khách hàng sẽ yên tâm hơn, và khách hàng cũng sẽ vui vẻ và happy hơn với là cái việc mà xử lý đó của bạn. Bước số 6 là tạm biệt khách hàng. Sau khi mà giải quyết cái sự cố xong hay là vấn đề xong, thì các bạn hãy nói lời tạm biệt với khách hàng, hoặc là đang trong quá trình mà xử lý chờ đợi thì các bạn cũng nói lời tạm biệt khách hàng và hẹn gặp lại khách hàng, hay là sẽ gọi lại khách hàng ở những lần sau để theo dõi cái tiến trình xảy ra sự việc và giải quyết sự việc như thế nào, hoặc bạn sẽ thông báo lại sau khi sự việc được giải quyết hay là vấn đề được khắc phục. Thì đó là những cái mà các bạn sẽ nói với khách hàng, sẽ hứa với khách hàng để khách hàng có được cái sự yên tâm, và họ sẽ sẵn sàng chờ đợi những cái thông báo hay những cuộc gọi từ phía bạn. Và bước thứ 7 đó chính là lưu trữ thông tin cuộc gọi. Điều này rất quan trọng trong quá trình mà chăm sóc khách hàng, tại vì bạn lưu trữ những cái thông tin về khách hàng, khi mà khách hàng xảy ra sự cố vào ngày nào, giờ nào, cuộc gọi như thế nào, diễn ra bao lâu, và đã xử lý vấn đề hay chưa, khách hàng hài lòng hay không. Tất cả những điều này sẽ giúp cho bạn đánh giá được cái thái độ của khách hàng đối với doanh nghiệp của bạn như thế nào, từ đó sẽ ra những cái chiến lược chăm sóc khách hàng phù hợp vào từng cái giai đoạn cảm xúc của khách hàng, hay là tùy thuộc vào cái cảm nhận của khách hàng đối với doanh nghiệp của bạn ha. Những điều này sẽ giúp cho cái quy trình chăm sóc khách hàng qua điện thoại trở nên là thuận tiện và mang lại cái kết quả mà tốt hơn. Hãy bấm subscribe để cái kênh ủng hộ tinh thần cho Tân tiếp tục ra những video mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.